tràng của chùa Phật Bổ Việt của các vị lãnh đạo tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây. Đây và đây là cái công trình của Đức Trưởng Lão Cư Sĩ dày công suốt cả một cuộc đời để hình thành lên đài tàng kinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Em con lên sẽ quay trên trần đường thì sự về không gian thì nó được đó, quay lên thì sự không gian. Quay lên đây.